Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục như xin phép được cập nhật đến cho mọi người thêm một mẫu âm ly nữa đến từ thương hiệu Denon, đó là con BMA2000AE. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm nằm trong phân khúc giá tầm trung và cũng như là cái dòng đời thứ 5 trong chuỗi series 2000. Thì riêng về cái dòng đời thứ 5 và những cái dòng thế hệ về sau á, thì nó có rất là nhiều cái tính năng đặc biệt khá là hay và cũng như là nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với những dòng âm ly cùng phân khúc ở thế hệ trước ha. Thì video này chủ yếu là Nhật sẽ chỉ ra một số cái tính năng cơ bản đặc biệt trên cái dòng thế hệ mới này và cũng như là gửi đến cô chú anh chị mình một số cái thông số kỹ thuật để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Dạ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Đầu tiên thì Nhật cũng sẽ quay tổng thể gương mặt để gửi đến cô chú anh chị nào mình ở xa thì tiện đánh giá và cũng như là tiện sự lựa chọn cho cô chú một cái mẫu sản phẩm tốt và ưng ý ha. Rồi, về gương mặt thì Nhật sẽ quay thật là chậm như thế này. Cái con BMA2000AE đợt này Nhật về thì còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nha mọi người. Và con máy này vừa về thì Nhật lên video luôn và Nhật đang để chế độ đang test thử cái máy á, thì để gửi đến cô chú anh chị nào mình tiện tham khảo ha. Riêng về gương mặt phay nhôm có màu bạc này thì còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nha mọi người, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là trầy xước gì nhiều. Tất cả những cái thông số và cũng như là những cái chia sẻ trước giờ thì Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi ha. Nên là video này thì Nhật xin phép được lượt qua một số cái tính năng đó. Bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái nút switch direct. Thì đây là cái tính năng các anh có thể sử dụng cái tính năng này để chạy cái âm thanh mộc mà không cần phải qua cái phần rè cân chỉnh này ha. Đó thì nó sẽ chạy âm thanh mộc khi các anh sử dụng tính năng này thì không cân chỉnh bass, treble, ba lăng được ha. Chính giữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái nấm vặn volume cực kỳ lớn như thế này. Và bên phải này là một số ngõ, chọn ngõ tín hiệu đầu vào ha các anh. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái ngõ tính năng là Power Amplifier Direct ha. Đây là cái tính năng mà trước giờ thì cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi nè. Đó, thì riêng về cái dòng amplifier mặt trắng phay nhôm này, nó có một cái điểm khá là nổi trội, đó là về cái mặt chất âm, tiếng của nó sẽ tươi trẻ hơn rất nhiều so với những cái dòng tiền nhiệm ha. Nếu như cô chú anh chị nào mình không quá thích thuyên về cái dãy âm trầm sâu và nặng á, thì các anh có thể sở hữu những cái máy này về để mình nghe, trải nghiệm và âm sắc của nó ra rất là chi tiết. Cũng như là về dãy âm trầm thì nó sẽ không nặng hơn so với những dòng tiền nhiệm như là 2000 trơn cho tới 2004 La Mã ha. Đó là một số cái mà Nhật muốn chia sẻ đến mọi người trong cái video này ha. Rồi, tổng quan cái gương mặt thì còn khá tốt ha mọi người. Và bây giờ Nhật sẽ test một đoạn nhạc để tất cả mình xem cái khả năng hoạt động của nó ha. Hiện tại thì Nhật đang chơi trong chế độ Short Direct ha. Máy của mình hoạt động khá là trơn tru ha mọi người. Thì trên video thì Nhật sẽ không test chức năng bass treble ha. Tại vì khi mà chức năng này Nhật đã test kỹ lưỡng rồi nên là các anh cứ yên tâm. Vì khi mà Nhật test trên cái video này thì bass treble các anh nghe không rõ đâu. Nên là rất mong mọi người thông cảm ha. Rồi, máy về thì Nhật để test và đang hoạt động khá là ổn ha mọi người. Không có dấu hiệu bị nhảy rờ le và cũng như là hát rất hay ha. Rồi, Nhật xin phép được tắt máy và quay cái nội thất bên trong. Tiếp theo thì mời mọi người vào tổng quan cái nội thất bên trong ha. Thì con máy này vừa về thì Nhật đã lên video nên là mọi người có thể nhìn vào đây có thể đánh giá được ha. Đó, trên đây thì nó sẽ có một cái lớp bụi mỏng từ bên Nhật về nè mọi người. Đó, rất là chi tiết ha. Đó, các anh có thể thấy là máy Nhật chưa qua vệ sinh lau chùi gì hết á. Đó, thì từ đây thì Nhật lên những cái video này thì cho các anh mình tiện đánh giá và cũng như là lựa chọn một cách khách quan và thực tế hơn ha. Còn những cái phần bụi bặm này thì Nhật sẽ vệ sinh lau chùi sạch sẽ trước khi mà dán tay mọi người ha. Tất cả những cái bo mạch linh kiện của con BMA2000AE thì trước giờ Nhật cũng đã chia sẻ nhiều rồi ha. Thì con máy này về Nhật cũng đã kiểm tra tất cả tình trạng hoạt động khá là tốt và cũng như là Nhật đảm bảo đây là những cái mẫu máy mà được Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật Bản về và chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam ha. Thì và bên Nhật cũng có chế độ bảo hành 3 tháng nên các anh cứ yên tâm về mặt hình thức cũng như là yên tâm về mặt chất lượng sản phẩm ha. Rồi, về tổng quan cái nội thất bên trong, khoang nội thất còn con máy này còn khá là đẹp ha mọi người. Bên phải, bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái má nhôm ha. Đó, thì các anh có thể thấy ở đây không trầy xước và không cấn mớp ha, rất đẹp ha. Rồi, quay luôn cái má bên phần bên phải nè. Đó, các anh có thể thấy là còn rất là đẹp ha, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là trầy xước gì nhiều trên cái thân vỏ của con amply này. Tất cả những cái phần bo mạch linh kiện thì Nhật kiểm tra khá kỹ lưỡng rồi nên các anh cứ yên tâm ha.
Rồi tiếp theo thì Nhật sẽ quay cái gương mặt phía sau và gửi đến mọi người một số cái thông số kỹ thuật về cái dòng máy này. Dạ rồi, đây là tổng quan cái gương mặt phía sau của con BMA 2000 AE ha mọi người. Và tổng thể góc cạnh nè, các anh có thể thấy là những cái phần off của đời 2000 trở lên, 2000 AE trở lên đó, thì nó sẽ được làm một cái phong cách off hai bên má ha. Thì cái phần này là phần nhôm nguyên khối nha mọi người, và các anh có thể thấy là cái độ dày của nó khá là chắc chắn ha. Rồi, về tổng quan cái gương mặt phía sau này khá tốt nè. Tuy nhiên thì nó khá là nhiều bụi bẩn ha. Cái này thì mình chưa vệ sinh mà, nếu mà Nhật vệ sinh ra nữa thì nó còn mới hơn nữa ha. Quan trọng hơn là phần nước sơn chữ nghĩa không có bị phai sơn, và cũng như là chữ nghĩa không có bị lem chữ ha. Đó, còn rất đẹp ha mọi người. Rồi, tất cả những cái ngõ rời xa quan trọng như là Bono, CD và tất cả những cái ngõ còn lại ha, được mạ vàng, còn rất là mới. Rất mới ha mọi người, không có dấu hiệu bị ten xét cũng như là không có dấu hiệu bị lão hóa nè. Đi về những cái phần cầu loa này cũng còn khá đẹp ha mọi người, khá là sáng nè. Chính giữa này thì chúng ta sẽ có một số cái thông số kỹ thuật, như là dòng BMA 2000 AE này được sản xuất tại Nhật, Made in Japan, và sử dụng dòng điện nội địa là 100V và có cái mức công suất tiêu thụ điện là 275W. Đây là một cái mức công suất tiêu thụ điện mà như thấy là khá là cao trong những cái dòng âm ly thuộc phân khúc tầm trung ha. Và dòng BMA 2000 AE này thì nó sẽ có cái mức công suất ra loa là 80W mỗi kênh, ở trở kháng 8 ohm ha, thì chúng ta sẽ có là 160W tổng ở trở kháng 8 ohm, và ở trở kháng 4 ohm thì chúng ta sẽ có là 320W ha. Đây là một cái mức công suất mà nghĩ là các anh có thể ghép rất phù hợp với rất là nhiều dòng loa cột của Anh Quốc, của Mỹ, Âu Mỹ ha. Đó, thì từ đó các anh có thể sở hữu những cái mẫu máy này về để mình ghép phù hợp với rất là nhiều dòng loa, và cũng như là sẽ mang lại cho các anh một cái trải nghiệm âm sắc cực kỳ tốt. Dạ rồi, thì vừa rồi giờ cũng đã quay tổng thể nội ngoại thất của con BMA 2000 AE để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Thì cái mẫu máy này về còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt như thế này, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 19.500.000, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Nhật nhắc lại sơ về cái mặt chất âm, thì riêng về đánh giá khách quan của Nhật thì cái mẫu BMA 2000 AE này nó sẽ mang lại cho các anh một cái chất âm mềm nhẹ, và cũng như là cái dải âm trầm của nó sẽ không nặng hơn so với những dòng tiền nhiệm. Thì khi các anh nghe đa thể loại nhạc á, thì các anh ghép với nhiều dòng loa phù hợp á, thì tiếng của nó đánh rất là nhẹ nhàng và kiểu như là tươi trẻ các anh, về phù hợp với cái dòng nhạc, những cái dòng hạt về thế hệ sau ha. Và kể cả các anh có thể ghép phù hợp với những cái dòng loa JBL hoặc là những cái dòng loa Âu Mỹ á, để các anh nghe nhạc bolero cũng khá là hay. Và cái mức công suất này thì kéo những cái cặp loa bass 30 cũng rất là khỏe nha mọi người. Đó là một số cái chia sẻ Nhật muốn chia sẻ đến mọi người. Giờ thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán của con BMA 2000 AE này, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 19.500.000 ha. Nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579/9T đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để xem qua các mẫu máy và cũng như là mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.